Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh chuyên các loại phụ kiện đồ sân bẫy, đồ ngụy trang nhá. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ với lại các đầu số điện thoại của shop, hoặc là các bác gọi trực tiếp vào cái số mà bên cạnh tiêu đề ấy, bên cạnh tiêu đề của video nhé các bác nhé. Đấy. Hôm nay thông báo với các bác rằng là cái mẫu là ngụy trang, mẫu là ngụy trang mà cái mẫu 1m nhé, 1m, 1m ở đây là cao 1m, rộng 1m đã có hàng. Hôm trước thì là cái mẫu là rộng 90, cao 1m2 nhé các bác nhé. Hôm nay về tiếp được cái mẫu nó là rộng 1m, cao 1m. Thì shop bán hàng là bán hàng trên video thực tế, trên hình ảnh thực tế. Các bác mua hàng ở cái lô hàng nào ấy thì là lô hàng đúng là như vậy nhé. Thì để đảm bảo cho các bác mua được đúng hàng, chuẩn hàng, ưng ý thì các bác vừa đồng theo dõi kỹ cho shop là về cơ cấu cái nào là như thế nào, thì tôi sẽ giới thiệu kỹ cho các bác nhé. Đây là một cái nào bằng vải dù, có thể chống được mưa. Các bác xem mưa vào đây là không ướt này. Màu là màu ngụy trang lá cây khô. Màu là thực tế như này nhé, các bác xem này. Màu thực tế một màu, một màu như này thôi. Số lượng hàng thì cũng rất là nhiều. Đây, số lượng hàng rất là nhiều. Mỗi một bao là mấy chục cái này. Số lượng nhà hàng có nhiều. Giá thì đảm bảo cho các bác là ok nhất nhé. Để giới thiệu cụ thể cho các bác để các bác nắm được là cái nào này nhé. Cái nào này ấy, thì rộng của nó sẽ là 1m. Rộng 1m các bác nhé. Chiều đáy này, chiều đáy này rộng 1m này. Và chiều cao là cao 1m. Thì với cái yếu tố cao 1m này ấy, thì các bác vào ngồi cũng rất là ok rồi. Và nó thấp như này thì độ ngụy trang sẽ tốt hơn. Và tăng thêm cái diện tích và chiều rộng cho các bác, để các bác có thể là để được nhiều đồ ở trong hơn, để một cái ba lô. Còn một số anh em thì nhiều khi đi rừng, đi gác cu còn dẫn thêm cả gấu vào đây nữa thì là sẽ rộng rãi hơn, là cái mẫu 90 nha các bác nhé. Đấy, mẫu này là mẫu rộng 1m. Thế ngoài ra thì một số anh em mà còn chơi củi ấy, chơi cành củi ấy, đi bắn ấy, thì là ví dụ như có cây củi u chẳng hạn, hay là cây edegun nó dài khoảng 85-90, thì các bác chui vào trong cái nào 1m này, các bác sẽ xoay sở được các chiều, nó rất là thoải mái, rất là rộng rãi nhé. Cái nào này ấy, thì vẫn là cái nào dạng cuộn tròn, vẫn là dạng nào cuộn tròn. Giới thiệu cho các bác để các bác nắm được này. Thiết kế vẫn rất là tinh tế nha các bác nhé, vẫn như hàng kia thôi. Khóa chính này, cửa chính là hai khóa, các bác sẽ kéo vào hai bên để cho đảm bảo cái yếu tố của khóa là nó không bị kéo nhiều quá, nó bực được bàn nhé. Hai khóa này. Đấy. Thế còn cái về cài cửa vẫn là cái nhựa sẵn này rồi, các bác cuốn lên các bác cài vào như những cái clip trước tôi đang hướng dẫn các bác rồi. Và phần chính của nó thì vẫn là ba cửa sổ nhé, ba cửa sổ. Đây, ba cửa sổ này, ba cửa sổ thiết kế cái này thì khá là rộng để giúp cho các bác thoáng hơn, mát hơn các bác trong cái nào này. Cửa sổ này thì cái chiều của nó là tới 30 phân, tới 30 phân vuông đấy các bác nhé. Đấy. Và có lưới màu đen, mà lưới màu đen này, lưới tàn hình này, để các bác vào trong các bác quan sát ra ngoài cho nó dễ nhé. Và chống mũi chống dĩn nhé, lưới màu đen. Thì đối với cửa sổ này cũng như là những cái nào trước thôi, tôi hướng dẫn cho các bác là các bác muốn quan sát bao nhiêu thì các bác kéo cái khóa này xuống một nửa này, các bác vén nó xuống lên. Đấy, vén nó lên. Đấy, nó sẽ hở ra cái phần lưới này để cho các bác quan sát. Các bác muốn quan sát bao nhiêu phần thì tùy các bác vén. Đấy, độ ngụy trang rất là tốt nhé. Ngụy trang rất là tốt. Thế còn nếu mà các bác cuốn hết lên ấy thì tôi khuyên các bác là cuốn hết vào trong này. Đấy, cuốn hết vào trong như này. Và trong này nó có sẵn một cái đai cho các bác rồi. Các bác này kéo đai ra này. Đây ở phía ngoài này, em quan sát cho các bác xem được cái chi tiết này nhá. Đấy, cần mình dừng lại. Đây các bác cuốn vào đây, có cái đai các bác kéo ra các bác gài lên. Là nó ok như này. Rất là rộng rãi, thoáng mát cho các bác quan sát này nhá. Hai cửa nhá. Đến cửa thứ ba. Đấy, ba cửa sổ ba góc. Đấy, cửa này các bác không muốn kéo hết thì các bác lại kéo một nửa. Các bác vén lên để các bác quan sát. Đấy nhá. Thiết kế vẫn rất là tinh tế như những cái nào trước thôi. Nhưng mà cái này là nó số đo của nó là rộng đáy 1m và chiều cao cũng là cao 1m nhá. Rất là rộng rãi cho các bác mà cho mấy anh em trẻ tuổi tuổi tin ấy. Đi đi rừng đi bẫy là dẫn thêm gấu nữa thì ok nhá. Thế đây là cái mẫu bao bì. Đối với cái mẫu là 1m này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Đây các bác xem này. Nó sẽ nhỏ gọn hơn nhá. Có cái thước để tôi đo cho các bác. Cái đường tròn vòng đường kính của nó nhé, đường tròn đường kính của nó, nó sẽ đạt khoảng
38 cm, chưa được 40 cm nha các bác nhé. Đây, 37-38 cm. Và cái túi này ấy, thì nó vẫn chưa, nó không được thiết kế theo kiểu đeo sau lưng, mà thiết kế theo kiểu xách tay. Đấy các bác nhé. Đấy, lô hàng thực tế có như nào giới thiệu với các bác như vậy. Đối với cái mẫu 1m2 thì quai đeo là kiểu sau lưng. Còn đối với mẫu kiểu 1m thì quai đeo này này là ở kiểu xách tay. Kiểu xách tay này nhé các bác nhé. Thì các bác về muốn đeo sau lưng thì các bác sẽ tự cải tiến. Và đối với cái mẫu 1m này thì xưởng này làm cũng khá đầy đủ cho chúng ta 4 cái cọc. Đấy, 4 cái cọc và chúng ta có thể ghim 4 góc. Còn các bác lưu ý kỹ cái mẫu 1m2 hôm trước tôi giới thiệu ấy thì lại không có 4 cọc nhá. Đấy, các bác xem kỹ nhá, mẫu 1m này có 4 cọc này. Đây, cuốn tròn nó gọn như thế này đây. Đây, nếu mà đạt như này chỉ có khoảng 37 cm này các bác này. Nó nhỏ hơn, nó gọn hơn, gọn gàng cho các bác đi rừng hơn nhá. Đấy. Thì tôi cũng sẽ mở cái này ra luôn. Còn các bác lưu ý kỹ này. Mở ra các bác cầm chặt tay vào, nhả từ từ thôi. Đấy, cái hàng này thì nó là hàng gọi là hàng công nghiệp. Nó cũng mong manh, nó không được chắc chắn lắm đâu. Không được chắc chắn như hàng thủ công, hàng gia công đâu. Đấy, các bác mở từ từ thôi, vừa không ồn, bổi không sợ nhá, bổi không sợ. Vừa đảm bảo ra độ bền. Thì đây các bác nhìn ở phía dưới này. Cái nào này là nào 4 góc kín hết, có cả đáy nhá, có cả đáy này. Cái kết cấu của nó đây các bác nhìn này. Kết cấu của nó là một cái khung thép. Khung thép uốn định hình bầu dục. Và hai cái phần đầu của khung thép ấy nó sẽ chạm nhau ở chỗ này. Chạm nhau ở chỗ này. Và có một cái vòng tôn ở phía ngoài nó gập lại để đấu hai cái này vào nhau. Đấu hai cái này vào nhau. Thì lúc đầu tiên nó làm chắc là người ta luồn từ đây. Còn tại vị trí này người ta sẽ để cho mình một cái miếng dán để các bác dán nó lại. Thế còn trường hợp là các bác mà có sơ sẩy mà mình quấn nó cong, nó gập quá, nó bật ra ấy, thì các bác sẽ tự biết cách cài nó lại nhá, cài nó lại. Đây là cái cơ cấu, cái cấu tạo của nó là như vậy nhá. Đấy, 4 chiều. Chiều nào cũng có cái đấy nhá các bác nhá. Sau đó các bác kéo ra, kéo góc ra. À, kéo góc ra này. Đó, các bác mở cửa sổ ra thì hơi nó nùa vào trong. Hơi nùa vào trong cái nào nó sẽ tròn. Đây tôi đang chống ngược nhá, các bác nhìn này. Phần vải đáy này, phần vải màu xanh này. Đây 4 cái góc này này. Chính là để cho các bác ghim 4 cái cọc vào nhá. 4 cọc vào. Và các bác dùng thì các bác dán 4 chiều này này. Đấy, 4 cái này các bác dán nó lại. Nha. Đây là cái cấu tạo cái nào này như vậy nhá. Đây góc này nữa. Rồi. Rồi các bác lật ngược lên. Và mở cửa chính ra. Dựa cái thế để mình đặt và mình quan sát. Và mình mở cửa chính ra mình vào. Và gọi là ngụy trang. Cái nào này độ ngụy trang rất là tốt nhá các bác nhá. Mẫu là mẫu cao 1m, rộng 1m. Hàng ship theo ra đi toàn quốc. Các bác cứ liên hệ trực tiếp các số điện thoại của shop nhá. Hàng ship theo đây toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Có nghĩa là nhận hàng có đồng kiểm đấy. Các bác gập này, các bác gập lại đây hình vẹt giống như vậy này. Và luồn lại những cái phần này vào. Những cái clip hướng dẫn gập thì tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Nó rất là đơn giản thôi. Cái mẫu 1m này thì còn làm dễ hơn 1m2. À, các bác để phần phía dưới này. À, kéo xuống đây này. Rất là nhẹ nhàng. Rồi. Và các bác đưa vào cái vỏ. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop nhá. Hàng rất là nhiều. Là ngụy trang, rộng 1m, cao 1m, màu lá cây khô. 3 cửa sổ nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi nhiều clip giới thiệu sản phẩm mới tới với các bác nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.